nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện về sự khiêm nhường. Các nàng tiên ham chơi lắm nhé. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể trở thành lý do để họ tổ chức tiệc tùng. Ngay cả những điều không tốt lành như hôm xếp đánh giữa hè làm cháy rụi cả một đỉnh đồi. Các em có biết cô dùng cần bao nhiêu thời gian để mọc lại như cũ không? Chắc phải mất rất nhiều năm nữa chúng ta mới mong được thấy lại những ngọn thông cao và thân sồi xanh cổ thụ như thế. Hội đồng các nàng tiên suýt xoa. Chưa chắc ta có thể đưa cây từ nơi khác tới trồng trên đồi mặt kia mà. Hay chúng ta tổ chức một cuộc thi đi. Các nàng tiên nào trồng một cây đẹp nhất sẽ được đặt tên cho ngọn đồi. Cuộc thi làm trỗi dậy tâm lý ganh đua quyết liệt giữa các nàng tiên chưa bao giờ lao tâm khổ tứ nhiều đến thế, và cũng chưa bao giờ họ chế giễu nhau nhiều đến thế. Người bị cười nhạo nhiều nhất chính là nàng tiên Suzy và cái cây của nàng. Các bạn này, các bạn nghĩ rằng Suzy có chiến thắng được không? Hay ai là người chiến thắng? Mà khi chiếc cây táo gai của Suzy lớn lên, nó sẽ như thế nào? Các bạn cùng nghe tiếp nhé. Cây táo gai sớm trở thành một trò cười cho tất cả các nàng tiên và những cây cao hơn và nhiều lá hơn. Cho đến khi mùa thu tới, lá cây bỗng chuyển thành màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, rồi lại đỏ như lửa cháy, trong khi những cây khác vẫn giữ nguyên màu xanh như mọi khi. Suzy là bác giám khảo vô cùng bất ngờ vì các cây dừa và cây bụi sa mạc không thể chịu được khí hậu giá lạnh trên đồi, và những cây đầy dây leo cũng vậy. Vì thế, giải thưởng được trao cho Suzy. Các bạn có biết nàng đã đặt tên cho ngọn đồi là gì không? Từ nay, chúng ta sẽ gọi nơi đây là ngọn đồi khiêm nhường, Suzy tuyên bố. Và mỗi dịp thu về, màu đỏ thắm của lá cây sẽ nhắc nhở chúng ta cái đẹp ẩn chứa trong cả những thứ bé nhỏ. Các bạn à, sau khi mình đọc cho các bạn nghe câu chuyện, chúng ta nên biết rằng sự khiêm nhường rất quan trọng trong cuộc sống. Nếu chúng ta khiêm nhường thì mọi người cũng sẽ yêu quý chúng ta hơn và chúng ta sẽ thành công hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình kể chuyện.